Xin chào các bạn, ngành kỹ thuật tuy không phải là ngành học hot nhất nhưng lại là nhóm ngành luôn giữ được nhu cầu cao trong xã hội với mức lương cực tốt từ 47.496 cho đến 96.292 đô la Mỹ theo pay scale năm 2017. Canada tự hào là một trong những quốc gia đào tạo ngành kỹ thuật tốt nhất thế giới. Du học Canada ngành kỹ thuật mang đến cho sinh viên nhiều cơ hội hấp dẫn vì chương trình đào tạo mang tính thực tiễn cao, rất được các nhà tuyển dụng ưa chuộng, chi phí lại thấp hơn hẳn các nước châu Âu và châu Mỹ và cơ hội định cư lại rất dễ dàng. Nếu bạn có hứng thú với du học Canada ngành kỹ thuật thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem nên chọn trường học nào khi du học Canada ngành kỹ thuật nhé. Các trường du học Canada ngành kỹ thuật tốt nhất tại tỉnh bang Ontario, Canada. Thứ nhất là Đại học Waterloo. Đại học Waterloo là một trong những trường công lập tọa lạc tại tỉnh bang Ontario. Khuôn viên chính rộng 404 ha gần công viên Waterloo, thuộc khu Uptown Waterloo. Waterloo có rất nhiều chương trình học thuật được quản lý bởi 6 khoa và 10 chuyên khoa. Trường cũng là một thành viên của U15, nhóm các viện đại học nghiên cứu chuyên sâu tại Canada và được xếp hạng vào top 47 đại học tốt nhất Canada và top 240 đại học tốt nhất thế giới. Thứ hai là Đại học Toronto. Đại học Toronto là trường đại học nghiên cứu hệ công lập tại thành phố Toronto, Ontario. Đại học Toronto nổi danh với các chương trình kỹ thuật, phê bình văn học và nghiên cứu truyền thông, đồng thời cũng được đánh giá rất cao trong danh sách các đại học hàng đầu trên thế giới và Canada. Cụ thể là đạt top 52 đại học tốt nhất tại Canada và top 21 đại học tốt nhất thế giới. Thứ ba là Học viện Công nghệ Ontario. Học viện Công nghệ Ontario là một trường đại học nghiên cứu công lập ở Oshawa, Ontario, được thành lập vào năm 2002 nên trường vẫn là một trong những trường đại học trẻ của Canada. Tuy nhiên thì trường cung cấp nhiều chương trình đào tạo đại học và các chương trình sau đại học đa dạng về các ngành khoa học và kỹ thuật, y tế và công nghệ thông tin. Tuy tuổi đời không lâu nhưng trường đã lọt vào top 178 trường đại học tốt nhất tại Canada. Tiếp theo là các trường du học Canada ngành kỹ thuật tốt nhất tại tỉnh bang Quebec. Thì thứ nhất là Đại học McGill. Đại học McGill là một trong số các trường đại học danh tiếng nhất ở Bắc Mỹ, được thành lập từ năm 1821 tại thành phố Montreal, Quebec. Hiện nay thì trường cung cấp hơn 300 ngành học khác nhau và hầu hết các ngành đều có tuyển sinh viên quốc tế. McGill đã vinh dự trở thành một trong những trường đại học có nhiều giải Nobel khoa học nhất thế giới, điển hình là 12 giải. Hiện thì McGill đang nằm trong top 106 đại học tốt nhất tại Canada và top 50 đại học tốt nhất thế giới. Thứ hai là Đại học Montreal. Đại học Montreal là trường đại học nghiên cứu công lập ở Quebec, chủ yếu là giảng dạy bằng tiếng Pháp và bao gồm 13 khoa với 650 chương trình đại học và sau đại học, 71 chương trình tiến sĩ. Đại học Montreal là trường đại học lớn thứ ba tại Canada và có kinh phí nghiên cứu lớn nhất tại tỉnh Quebec. Trong năm 2011 thì trường đã dành gần 524,1 triệu đô la cho hoạt động nghiên cứu tại hơn 150 trung tâm nghiên cứu khác nhau. Đại học Montreal được xếp vào top 142 đại học tốt nhất tại Canada và top 149 đại học tốt nhất thế giới. Thứ ba là trường kỹ thuật Montreal. Trường kỹ thuật Montreal là chi nhánh chuyên khoa kỹ thuật trực thuộc Đại học Montreal hay còn được gọi là trường Bách khoa Montreal, tọa lạc tại Quebec, Canada và chuyên đào tạo các ngành kỹ thuật hệ đại học và sau đại học. Trường luôn đứng đầu về các hoạt động nghiên cứu kỹ thuật tại Canada và hiện trường đang nằm trong top 195 đại học tốt nhất tại đây và top 768 đại học tốt nhất tại thế giới. Thứ tư là Đại học Concordia. Đại học Concordia tọa lạc tại thành phố Montreal, Quebec, được thành lập vào năm 1974 sau khi sáp nhập vào trường đại học Loyola với Đại học Sir George Williams. Concordia là một trong ba trường đại học lấy tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy chính tại Quebec, với 4 khoa chính nhưng cung cấp đến hơn 300 chương trình đại học và 100 chương trình sau đại học. Thì Đại học Concordia được xếp hạng trong top 210 đại học tốt nhất tại Canada và top 650 trường đại học tốt nhất thế giới. Tiếp theo là các trường đào tạo du học Canada ngành kỹ thuật tốt tại bang British Columbia và Alberta. Thì gồm có Đại học British Columbia. Đại học British Columbia là trường đại học nổi tiếng nhất thành phố Vancouver, tỉnh bang British Columbia. Nhiều năm trở lại đây thì trường luôn có mặt trong top 50 đại học đứng đầu thế giới. British Columbia có hơn 200 chuyên khoa hệ đại học và 297 chương trình sau đại học với thế mạnh trong ngành kỹ thuật và khoa học đời sống. Trường nằm trong top 74 đại học tốt nhất Canada và top 31 đại học tốt nhất thế giới. Thứ hai là Đại học Alberta. Đại học Alberta là một trong những trường đại học nghiên cứu công lập ở thành phố Edmonton, tỉnh
Alberta, trường được thành lập vào năm 1908 bởi Alexander Cameron Rutherford, thủ tướng đầu tiên, và Henry Marshall Tory, thống đốc đầu tiên của Alberta. Đại học Alberta đã đào tạo hơn 260.000 cựu sinh viên, trong đó có những cái tên nổi tiếng như thống đốc Roland Michener, thủ tướng Joe Clark, chánh án Beverly McLaughlin, thủ tướng Alberta Peter Lougheed, thị trưởng Edmonton Don Iverson và chủ nhân đại giải Nobel Richard Taylor. Ngoài ra thì trường còn lọt top 74 đại học tốt nhất Canada và top 144 đại học tốt nhất thế giới. Tiếp theo là Đại học Calgary. Đại học Calgary là trường đại học nghiên cứu công lập thành lập vào năm 1945 ở thành phố Calgary, Alberta. Đại học Calgary luôn được xếp hạng cao với danh tiếng vượt ra ngoài biên giới Canada với hơn 20.000 sinh viên đại học và 5.000 sinh viên cao học tốt nghiệp tại trường. Trong đó có hơn 155.000 cựu sinh viên là du học sinh đến từ 152 quốc gia, với những cái tên nổi bật như James Goodwin là người phát minh ra ngôn ngữ máy tính Java, cựu thủ tướng Canada, phi hành gia Canada Robert Tusk. Calgary lọt top 185 đại học tốt nhất Canada và top 204 đại học tốt nhất thế giới. Du học Canada ngành kỹ thuật có các chuyên ngành nhỏ như sau. Thứ nhất là cơ khí và xây dựng, bao gồm có kỹ sư cơ khí, chế tạo máy, luyện kim, điện lạnh, xây dựng, giao thông, thủy lợi, mỏ, địa chất, dầu khí, vận tải và hàng hải. Thứ hai, công nghệ, kỹ thuật điện tử, viễn thông, bao gồm có công nghệ, kỹ thuật điện tử, viễn thông, công nghệ điện tử, viễn thông, điện tử thông tin, vô tuyến điện và thông tin liên lạc. Thứ ba là thủy lợi, công nghệ, kỹ thuật cấp thoát nước, kỹ thuật môi trường nước, quản lý tài nguyên nước. Thứ tư là điện, công nghệ kỹ thuật điện, điện dân dụng và công nghiệp, nhiệt điện, kỹ thuật, thủy điện và năng lượng tái tạo, hệ thống điện, thiết bị điện, quản lý hệ thống điện. Thứ năm là các ngành nghề liên quan như công nghệ da dày, công nghệ in, kiến trúc sư, công nghệ thực phẩm, công nghệ hóa học, công nghệ môi trường, địa chất, kỹ thuật quân sự, kỹ thuật an ninh, kỹ thuật quân sự thể thao, nông nghiệp và các nghề thủ công khác. Nếu các bạn muốn được tư vấn thêm về chủ đề nên chọn trường nào khi du học Canada ngành kỹ thuật, cũng như bất kỳ thắc mắc về thủ tục visa, cách chọn trường và điều kiện đầu vào để đi du học, thì đừng ngần ngại mà hãy liên lạc ngay với chúng tôi, công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, địa chỉ tại quận 1, mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, số điện thoại 028-3848-4879 hoặc chi nhánh tại quận 5, số 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, số điện thoại 028-3838-2080 hoặc các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn, tddvn.com hoặc visacanada.edu.vn để cập nhật thêm thông tin về du học Canada nhé. Lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh nào ở Hà Nội. Xin chào các bạn.